Chào mừng các bạn đang xem kênh của Bình Lê Vlog 86 nha. Rất vui khi các bạn đã và đang theo dõi kênh của Bình Lê Vlog 86. Và các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh, ấn like và chia sẻ giúp em để ủng hộ cho em nhé. Ngày hôm nay em sẽ quay review cho mọi người xem một vườn su nhé, ở cạnh nhà em nhé. Đang được thu hoạch nha, đang được thu bói rồi nha, thu hoạch rồi nha. Và em sẽ cho mọi người xem vườn su này họ trồng như thế nào và quả sai như thế nào nha. Giờ mọi người hãy cùng theo chân em để tham quan vườn su này nha. Đây, em cho mọi người coi này. Đây là những gốc su này cả nhà này. Cách trồng su ở đây nha là cây cách cây là vào tầm 2 mét nhé, 2,5 mét, cây cách cây tầm 2 mét đến 2,5 mét nhé cả nhà, là gốc cách gốc á, là tầm 2 mét đến 2,5 mét nha, đó, 2 mét đến 2,5 mét, và họ sẽ làm dàn lên như thế này, làm dàn răng dây và chống cọc như thế này, đó. Chống cọc răng dây lên để làm dàn và bắt đầu cho nó leo, cắm cọc để cho nó leo lên này cả nhà này, đó, cắm cọc để cho nó leo lên đây này, đó. Và đây là những quả su đang rất là non này, rất là non và ngon nha, đó. Bữa nay do tình hình dịch Covid rất là diễn biến rất là phức tạp, đâm ra là các loại rau củ quả bắt đầu là tăng giá, lên giá. Đâm ra là giờ này mà có những vườn su và một vườn bí hay là các loại vườn củ quả là rất là đắt hàng, bởi vì là những loại mặt hàng nhu yếu phẩm có thể để lâu được và tích trữ được để ăn lâu dài thì nó đã được lên giá nha. Và ngay chính bản thân ở khu vực chỗ em là những nơi trồng ra được, sản xuất ra được và trồng ra được những mặt hàng này thì bắt đầu cũng đã bị ảnh hưởng theo và lên giá, nhưng nhà vườn của tụi em thì lại không được lên giá. Thực tế ra là nói chính xác ra là nhà vườn của tụi em là không có được lên giá cao. Giá su hiện tại bây giờ là thu mua tại vườn chỉ được 7.000 đến 8.000 một ký thôi. Một ký su thôi. 7-8.000 một ký su thôi. Nhưng mà khi các bạn ra chợ, khi ra chợ ra quán mua là hiện tại giá su ở ngoài chợ ngoài quán là rơi vào tầm 30 đến 35.000 một ký nha. Rơi vào tầm 30 đến 35.000 một ký. Cho nên là cũng không biết nói thế nào nữa để cho mọi người hiểu được là người nông dân của tụi em rất là vất vả như thế nào để trồng ra được, nhưng mà giá thu mua thì rất thấp, của các thương lái thì rất thấp, nhưng mà khi đẩy ra được đến ngoài thị trường rồi thì giá nó lại rất là cao. Và tụi em đi mua đồ ăn thức uống bây giờ cũng rất là khó khăn nha. Đây, su rất là đẹp, rất là đẹp luôn, non mơn mởn luôn. Đây là vườn su nha cả nhà. Ai mà có ý định trồng su thì làm dàn như thế nào thì có thể tham khảo qua vườn su này. Và đây là bếp tưới nước nha cả nhà. Bây giờ hiện tại là bếp tưới nước đây này cả nhà. Hiện tại là sẽ dùng cái ống nước, ống này, đó, dùng ống này. Và bây giờ là dùng dây nhỏ, dây mấy ly dây nhỏ như này để sử dụng tưới tiêu nha. Nó sẽ
sẽ ép được nước khỏe hơn. Sẽ ép được nước khỏe hơn nhá. Nó nhỏ đâm ra cái lực ép của nó sẽ đỡ hơn, sẽ mạnh hơn nha. Đó. Là họ treo trên dàn hết. Treo toàn bộ bếp nước ở trên dàn hết để khi họ ở dưới này họ làm cỏ nó sẽ đỡ bị vướng. Đỡ bị vướng nha cả nhà. Đó. Vườn su rất là rộng nha cả nhà. Su rất là ngon. Cái này là họ vừa thu xong nhé. Vừa thu xong vừa hái hồi sáng này xong. Vừa hái hồi sáng này xong. Thu hoạch. Vâng. Em dẫn mọi người tham quan vườn su như vậy thôi nhé. Và mọi người có thể tham khảo để có thể biết cách để trồng su như thế nào. Cây cách cây thì có thể là 2m đến 2,5m một cây. Còn dàn thì ta sẽ làm dàn răng dây thép chống lên. Và bếp nước thì sẽ sử dụng bếp cái và những cái bếp nhỏ để cho nó ép nước cho nó khỏe. Và bếp nước thì nên treo tất cả toàn bộ trên dàn. Thì khi làm cỏ ở dưới nó sẽ đỡ vướng. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video của Bình Lê Vlog 86 nhé. Mọi người hãy nhớ đăng ký kênh, ấn like và chia sẻ giúp em để ủng hộ cho em. Để em sẽ làm nhiều video khác hay hơn và tốt hơn nữa. Cảm ơn cả nhà. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau.